mọi người. Hà Linh lại quay lại rồi đây. Và hôm nay Hà Linh có một món quà muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là ba mẹ của Hà Linh. Đây là mẹ ghế, mẹ Hà đang quay rất là hiền từ, rất là đáng yêu hiền từ của Hạ Linh, và với cái độ giả tạo của người mẹ ghế thì Hạ Linh rất là yêu thương người mẹ của mình. Trời ơi, giả thì sao mà nhiều lắm, giả mà mẹ luôn. Còn đây là người ba, đây là người ba độc ác nhất trong phim. Tại vì người ba đã hôm nay sinh nhật của ba mà ba bắt phải Hạ Linh mua cả đồng hồ Rolex để tặng cho ba. Cá thì đâu có giàu sang gì đâu, mà sinh nhật đòi Rolex bằng được. Không, thật ra là ba đòi Victoria's Secret mà. Cái này là con sai rồi đó nha.